Kinh Quan Sát Chư Pháp Hành, quyển 3, phẩm 2, Siêng Năng Đời Trước, phần 2. Bây giờ, Đại Bồ Tát Hỷ Vương cùng 30.000 vị Bồ Tát nghe những sự phá diệt của chánh pháp sau 50 năm vào đời mạt thế như trên, thì trào nước mắt, thân thể rúng động, nổi da gà, toát mồ hôi, liền đứng dậy, xé áo bày một vai, khối phải quỳ xuống đất hướng về Đức Phật chắp tay, cùng ngàn ngàn bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, về sau 50 năm trong đời mạt thế, lúc chánh pháp tiêu mất, lúc trong đó tai nạn lớn đến, lúc mỗi mỗi đều tan nát, lúc người nói pháp bị bức bách, lúc biến trí diệt, lúc pháp thiện thiện tan, lúc rỗng không không mạng sống, lúc chánh pháp bị hủy diệt, lúc chánh pháp bị bài bán, lúc ngôn ngữ thiếu trí hiện lên, lúc tạp thoại cùng ở dãy đầy, lúc dùng việc ác tìm sự sống, lúc mọi mọi hành động chẳng khen ngợi, lúc nghi thức trang nghiêm của ma tăng trưởng, lúc trong đó chuyện bất não lớn. Bạch Thế Tôn, lúc đó chúng con sẽ bỏ thân mạng mình và bỏ những niềm vui tri thức như loài tê giác ra đi, hoặc trong rừng nhỏ, lìa khỏi các ái chấp trước. Chúng con ở chỗ có những kinh như thế này: dựa lấy trí Như Lai, đạt đến trí đại pháp thể, lấy chủng tánh làm kho tàng, chẳng làm điên đảo hạnh đã ấn chứng. Nhiếp lấy vô lượng căn lành và kinh Đà La Ni đã được ấn khả, đã phá các luận ngoại đạo, giác ngộ biến trí, giữ gìn chánh pháp thì những niềm vui của chúng sinh, chúng con đều sẽ ghi chép, đọc tụng, tọa trì, giải nói cái này. Bạch Thế Tôn, chúng con chấp nhận chịu ở Nê La Gia, địa ngục, vì kinh báu Tam Địa này, chúng con cũng lại chẳng bỏ Như Lai Pháp Tăng và chẳng bỏ vô thượng chánh giác. Bây giờ các vị Đại Bồ Tát do Bồ Tát Hỷ Vương đứng đầu, đồng thanh một lòng ở trước Đức Phật và chư thiên cùng thế gian, nói lên tiếng gầm sư tử đại pháp vô thượng xong, liền nói bài kệ khen ngợi, biết rõ tâm chúng con muốn cầu giác ngộ, không có đèn sáng cát, chỉ trừ đấng trượng phu. Tâm chúng con tự nhiên biết rõ, con muốn cầu trí Phật thù thắng, con trong ba cõi không chứng khác, người vượt mọi đức đến bờ kia, thân mạng đã bỏ đi, không ai trên lưỡng túc, thọ trì tam muội này, về sau lúc kinh sợ với thân chẳng tiếc lìa mạng mình, lợi lạc thân cần đều bỏ hết, hành tam muội không phiền não này, về sau khó bị gặp ác lớn, hoặc chẳng thể lường vô lượng kiếp trụ Nê La Gia xả ác khổ, thọ trì tam muội không phiền não, con sẽ chịu đựng trong mọi thời khổ não như vậy không bờ bến, ở địa ngục khốn không ai cứu, thọ trì tam muội thanh tịnh này, khổ ác hại con đều cam chịu. Còn ở trong kham nhẫn chẳng động bền tinh tấn, không mời các chúng sinh pháp thí chẳng sinh vật, mình lợi chúng sinh lợi, đồ cúng các của cải, khen tốt và khen chê, con đã nhẫn xả bỏ, cung thỉnh các sinh chúng thật pháp chẳng cầu vật, con nói pháp rộng rãi, chúng sinh đủ no pháp thanh tịnh đã có rồi, sẽ làm hạnh bồ đề, sẽ tạo nhiều nghĩa lợi, vì thân xót chúng sinh da thịt và cả xương tủy máu đều khô khan, con sẽ chẳng biết lười biếng, vì thấy chúng sinh khổ, da thịt và da mỏng, da máu con khiến khô, con nay bỏ thân này, chẳng sinh tinh tấn nhỏ, thấy này chúng sinh khổ, phải bệnh đó lo sợ, sợ khiến qua biển khổ, trên đất không yên sợ, con trụ A Lan nhã, các ái đã lìa bỏ, tâm từ đã đầy khắp, ban vui khiến không đông, rừng nhạn A Lan nhã, con ở nơi thanh vắng, xa lìa lời nói tạp, chẳng cùng với ái kia, con sẽ có tâm từ ban vui cho chúng sinh và cấm lộ thù thắng, được thuốc hay là bệnh, nếu người chẳng học theo lìa lời nói chân thật, con sẽ trụ tu hành theo lời nói trong kinh. Chúng con chẳng theo họ thuận học tập hành đó, nếu chẳng phải hành phàm chẳng thật lìa đạo chân, chúng con sẽ luôn trụ trong cảnh giới thật ngữ, giảng nói như kinh này, con sẽ có ý kia, con sẽ chẳng buông lung, như điều Đức Phật biết, ban sức cho chúng sinh ở trong con đi trước, con sẽ thường có chẳng buông lung,
nhơ thắng giả biết biến trí thấy. Trong các chúng sinh con cho lực, con sẽ đi trước trong trí Phật, con sẽ vào đám cháy. Nếu ăn thức ăn độc, chẳng cúng dường tri thức, chẳng nói Phật Bồ Đề, con vì pháp nên rơi trong lửa. Ăn thức ăn độc con vào khổ, lợi tri thức chẳng bị buộc ràng, vô thượng Bồ Đề chẳng tuyên dương. Nếu ma nhiều vô lượng làm chướng ngại bên con, đã bỏ các chúng ma sẽ làm vua thế gian. Các ma trăm ngàn chẳng thể lường, ở trong chúng làm con chướng ngại, không đạo phiền con đều liệt xong, thế gian sẽ sinh vô vô thượng. Lại nữa, trong khi Đại Bồ Tát Hỷ Vương dùng tiếng gầm sư tử để giảng nói, thì tâm thiên đại thiên thế giới này chấn động sáu cách, ánh sáng lớn soi khắp thế gian. Các chúng sinh đều dùng hoa tung lơ trong hư không, nhiều chẳng phải một lần, chư thiên có đến ức ức trăm ngàn người phát ra tiếng khen ngợi, lại tấu lên vô lượng vô số ức ức trăm ngàn âm nhạc và nói lên lời như vậy: vị Đại Bồ Tát Hỷ Vương này chẳng bao lâu nữa sẽ hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, sẽ gầm lên lời nói sư tử của Như Lai như tiếng gầm của Như Lai trước chư thiên và loài người. Bây giờ Đức Thế Tôn ở chỗ của Đại Bồ Tát Hỷ Vương ban lời khen ngợi: rất hay, rất hay. Này Hỷ Vương, ông có khả năng giữ gìn chánh pháp, phát ra tiếng gầm đại sư tử vô thượng này, như ông đã ở bên các Đức Phật Thế Tôn dùng cho các sông Hằng cũng gầm tiếng sư tử như vậy. Này Hỷ Vương, hãy lắng nghe, lắng nghe, chánh niệm suy nghĩ. Ta sẽ bị ông nói về sự sinh khởi phước của Đại Bồ Tát do giữ gìn chánh pháp. Này Hỷ Vương, ta nay vì ông đưa ra thí dụ. Ở trong ví dụ này, sẽ có một bậc trượng phu trí giả biết được ý nghĩa của điều ta nói ra. Này Hỷ Vương, như trong phần phương đông kia có những cõi Phật nhiều như các sông Hằng, như vậy trong phần phương nam, phương tây, phương bắc, phương trên, phương dưới, như vậy trong mười phương và trong các phương phụ đều có những cõi Phật nhiều như các sông Hằng. Các cõi đó đều là một vòng tường thành vây quanh, nhưng tường ấy được đo lường đến bờ mé trời hữu đảnh, mọi người đều cho là lớn. Dọc ngang trên thành báo lớn ấy đầy dây leo chằng chịt, đầu nhọn buộc vào đứng vững, chẳng gạt mà khiến cho bằng phẳng. Có một vị trượng phu khác sinh ra để phân chia riêng biệt cây dây leo ấy. Nếu vị đó tay phải nắm lấy những hạt cây dây leo ném lên không, những hạt đệ ném ấy không rời ra mà chúng tụ lại thành một đám hạt dây leo lớn, cho đến khi có một ngọn gió thổi đến. Như vậy đám hạt dây leo lớn đó bị sao động tan rã, vang đến trong mỗi một cõi Phật khắp mười phương. Nhưng mỗi cõi Phật chỉ rơi xuống một hạt dây leo, nhất định không có hai. Đám hạt dây leo lớn nói trên rơi hết vào các cõi, mà mỗi một cõi chỉ rơi xuống một hạt. Này Hỷ Vương, ý ông thế nào? Số cõi Phật đó có thể dùng phương tiện để biết được bờ cõi không? Bồ Tát Hỷ Vương đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng thể được vậy. Thưa đấng tu già đa, chẳng thể được vậy. Chỉ có Đức Như Lai mới đạt được sự hiểu biết như vậy. Đức Phật bảo: Này Hỷ Vương, nếu lại có vị Bồ Tát tinh hiệu bố thí ở các cõi Phật nhiều vô lượng vô số, lại chẳng thể tính được, đem bảy báu chất đầy trong đó rồi dùng để bố thí. Nếu có bất kỳ Bồ Tát nào tôn trọng chánh pháp, hộ trì chánh pháp, thậm chí chỉ trong một ngày đêm kham nhẫn vì khiến cho chánh pháp trụ thế lâu dài, như vậy phước của vị này phát sinh nhiều hơn phước vị ở trên kia. Vì sao? Này Hỷ Vương, vì vị ấy ở chỗ một Đức Như Lai để hộ trì chánh pháp rồi, tức là đã ở chỗ những Đức Phật Thế Tôn quá khứ, vị lai và hiện tại để được hộ trì chánh pháp. Này Hỷ Vương, khi sẽ bỏ các báu thì còn nhiều, còn phiền não, còn chấp thủ. Này Hỷ Vương, lại khi pháp thí thì vô lậu không chấp thủ, các khổ trở nên tiêu diệt. Này Hỷ Vương, do đó nên các ông phải tín hiểu pháp thí, chớ tin vào của cải thế gian. Các ông nên dùng pháp cúng dường để cúng dường cho ta, chớ dùng của cải thế gian để cúng dường, dùng pháp cúng kính để cúng kính ta, chớ dùng tài vật để cúng kính. Vì sao? Này Hỷ Vương, vì Bồ Đề của các Đức Phật Thế Tôn từ pháp mà ra, chẳng do của cải mà ra.
Bây giờ Đại Bồ Tát Hỷ Vương bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng con cũng sẽ tôn trọng chánh pháp, chẳng tôn trọng tài Phật. Vì sao, bạch Thế Tôn? Vì nhất định do pháp nên Đại Bồ Tát chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ chẳng phải do tài Phật. Lại nữa, tài Phật khiến cho phiền não tăng thêm, pháp khiến cho phiền não chuyển biến diệt tận. Đức Phật khen Đại Bồ Tát Hỷ Vương rất hay, rất hay. Này Hỷ Vương, ông khéo nói lời này. Pháp khiến cho phiền não chuyển biến tận diệt. Lại nữa, này Hỷ Vương, ông hãy lắng nghe, lắng nghe. Chánh niệm suy nghĩ, ta sẽ vì ông giả nói. Như Đại Bồ Tát đời trước hộ trì chánh pháp, siêng năng tu tập, chẳng tiếc thân mạng, để bỏ các niềm vui và dùng tài lợi tri thức để cung kính hộ trì chánh pháp. Đại Bồ Tát Hỷ Vương bạch Phật, như vậy, bạch Thế Tôn, con rất ưa thích nghe. Đức Phật nói, này Hỷ Vương, thuở xưa ở đời quá khứ kiếp số chẳng thể tính được, là trải qua vô lượng vô số vô lượng chẳng thể lường, chẳng thể suy nghĩ được. Và thời gian đó có Đức Phật hiệu là Quảng Tịnh Hậu Kim Phổ Vô Nghi Quang Oai Vương Như Lai, ứng chánh biến tri, minh hành tốt thiện thể thế gian dạy vô thượng sĩ Điều Ngự Trường Phu Thiên Nhân Sư Phật Bà Già Bà ra đời. Lại nữa, này Hỷ Vương, Đức Như Lai ứng chánh biến tri, Quảng Tịnh Hậu Kim Phổ Vô Nghi Quang Oai Vương, có tuổi thọ không lường, có Phật vô biên công đức trang nghiêm và có 70 ức trăm ngàn quyến thuộc thành văn vây quanh, cùng với vô lượng chúng Bồ Tát, tất cả đã phát ra vô biên hạnh thuận vào pháp giới. Này Hỷ Vương, như vậy Đức Như Lai Thế Tôn Quảng Tịnh Hậu Kim Phổ Vô Nghi Quang Oai Vương ở quá khứ đã diệt rồi, lâu sau khi chánh pháp mất đi, có vị nói pháp tên là Vô Biên Bảo Chấn Thanh Tịnh Hạnh Tụ. Vị ấy tu hành hết các hạnh, được trí năm thông, tổng trì tự tại, biện tài, trôi chảy, thuận vào pháp hạnh. Vì đó đi vào thôn, thành, phường, ấp, kinh đô vua, vì chúng sinh nói pháp, pháp vị ấy nói ra, cũng là tam muội quyết định quan sát chư pháp hạnh này, lấy đó làm phát khởi. Vì đó theo tứ lớp đã kiến lập được 60 ức ức trăm ngàn chúng sinh ở đạo vô thượng chánh giác. Trong lúc đó có nhiều tỳ kheo xem ra giống như người nhập đạo mặc phú già la, nhưng những người đó chẳng tu tam ma địa này, cũng chẳng thể nhẫn, họ bị sự trói buộc của ganh ghét sen tham, nên ở chỗ vị tỳ kheo nói pháp kia bảo những người trong lãnh thổ cá trị của vua, những thôn thành phường ấp kinh đô chẳng nên nghe biết, chẳng lệnh cho vào, chẳng cùng nói, chẳng cần gũi. Này Hỷ Vương, bây giờ người nói pháp kia bị đuổi ra khỏi thôn, nhưng lòng không khiếp sợ lẩn tránh, lòng không yếu hèn, lòng không sân động, lòng không phẫn đục, lòng không ô tạp, mà chỉ hộ trì chánh pháp như vậy, chẳng tiếc thân mạng, sẽ bỏ các tài lợi cung kính thôi. Có vị chúa rừng lớn tên là Nhị Sinh. Nhị Sinh là chim vậy, đầu tiên sinh trứng là một lần sinh, ra khỏi vỏ trứng là hai lần sinh. Phàm loài noãn sinh thì đều có hai lần sinh, vì chim phần nhiều là noãn sinh nên riêng một mình được hiệu là nhị sinh. Lên tiếng tung hoa mà đi đến chỗ người nói pháp đó. Đến rồi vua nhị sinh và ngồi chung với 30 người, 30 ngàn ức Bồ Tát, cùng đến với vua rừng có tứ đại thiên vương cho đến trời sắc cứu cánh. Vì nghe pháp nên họ đi đến chỗ ấy. Vì nói pháp đó ở trong chốn đại thiên mà nói pháp. Bên vì nói pháp đó đầy ấp ba vũ dạ xà na, trăm ngàn trời người hiển hiện. Vì ấy ở trong chỗ vua rừng đó, vì chúng tới đại thiên vương mà nói pháp như vậy, khiến cho trăm ngàn trời của 99 tầng trời chẳng thoái chuyển, đà vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô lượng trăm ngàn thiên tử chứng được trí kiến đạo. Ở chỗ đó tứ đại thiên vương, chúa của 30 tầng trời và phạm thiên, chúa của cõi ta bà, xin đến cung cấp hầu hạ tùy theo sự cần thiết của vị nói pháp đó. Cũng có 30.000 ức Bồ Tát cung cấp hầu hạ vị nói pháp đó. Này Hỷ Vương, vào lúc đó có vị vua tên là Đa Nhân Vô Ưu Phổ Dục Hỷ Âm xuất hiện ở châu Diêm Phù, là bậc pháp vương dùng pháp cai trị ở trong bốn châu, tự tại chuyển bánh bảy báu đầy đủ.
Nay hỷ vương. Lại nữa, vua đa nhân vô ưu phổ phục hỷ âm đó, đầy đủ 1.000 người con trai, thì tất cả đều hóa sinh trong tư thế kiết già, chẳng mất chánh niệm. 84.000 phụ nữ trong cung đều có phạm hạnh. Lại nữa, vua đa nhân vô ưu phổ phục hỷ âm đó, thường thuận phạm hạnh, thường vào chánh định. Này hỷ vương, bây giờ vị nói pháp của biên công đức bảo chấn thanh tịnh hạnh tụ, biết tâm vị vua đó đã ở đời trước tương ứng thành tựu, quyết định phát tâm tu hành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong đêm tịch tỉnh, vị nói pháp ấy biến hóa thân mình làm voi mang ma na bà, và trong vần trăng ở trên điện với các quần thần trong cung vây quanh, rồi từ rừng chúa đó ông bay lên trong hư không giống như chúa chim ưng mà không vướng mắc, đi đến chỗ vua đa nhân vô ưu phổ phục hỷ âm. Đến nơi, ông ra khỏi vầng trăng hóa làm hình sắc phạm thiên, ở trước mặt vị vua đó trên không trung phát ra ánh sáng soi cùng khắp cung điện, xong liền vì vị vua kia mà nói bài kệ tụng: chủ đất người chớ làm phi pháp, vang danh khen ngợi ắt chẳng tăng, dùng hạnh phi pháp chẳng an vui, chúa loài người hiện tại không vui, chúa đất trước cũng tu pháp hạnh, nay được lợi từ tại bốn châu, không đoạn chủng tánh hộ pháp màu, với pháp hạnh chúa người hộ trì, dây mắt chánh pháp nên thuận theo. Chánh pháp hộ xong rất vui mừng, có nhiều tỳ kheo không trì giới, bài bán bồ đề và thiền thệ: chúng tôi khởi tu Phật bồ đề. Như vậy chúng sinh có kiến chấp, nếu khi thực hành những hạnh này, như vậy chúng sinh nơi đường ác, châu Diêm Phù này có tỳ kheo, hiệu vô biên tụ địa chấn thanh, quan sát nghĩa giả nói chánh định, phú già la vô ngại vô mạng. Ngài nói tai ma địa tịch tỉnh, mà tỳ kheo bị đời đuổi đi, trong rừng chúa chấn thanh vi diệu, tá túc trong đó khéo hộ pháp, do trụ rừng đó khắp mừng vui, trời sắc cố cánh đều đến nơi để nghe ngài nói tai mùi này, nhiều ức cõi trời phát hành đạo, vời chúa ông muốn đi đến đâu, nghe biển công đức tai ma địa và vì chúng sinh làm nhiều lợi. Nên đến người nói pháp kia, Như Lai sinh ra rất khó gặp, bạn nói chánh pháp lại khó gặp, chúng sinh cầu pháp càng khó hơn, gặp người hộ pháp rất khó khăn. Cho Diêm Phù này, ông tự tại vì chánh pháp ông nên hộ trì, người nói pháp thường ban vô ý, như vậy đến trong thành nói pháp, nếu lời tôi nói vua thực hiện, vị lai chắc được nhiều lợi ích. Và vì chúng sinh làm lợi hơn, thì sẽ đạt được Bồ Đề Phật. Này hỷ vương, như vậy người nói pháp kia thức tỉnh vua đó xong, trở lại hư không vào với Nguyệt Luân, lại đi đến chỗ rừng trước kia. Vị vua đó nghe sự thức tỉnh này rồi, rất đổi vui mừng, ưa thích, thỏa lòng, thì thiện ý lại phát sinh. Qua đêm đó, nhà vua cùng với 1.000 người con và 4 binh chúng, cùng rất nhiều dân chúng khác đi đến chỗ rừng chúa lớn, nhị sinh chấn thanh tán hoa đó. Đến rồi, nhà vua hướng về chỗ vị nói pháp kia. Vào lúc đó, vị nói pháp đang vì chúng đại tiên và đại bồ tát giảng nói tam ma địa này. Bây giờ vị vua đó và các con cùng những người vây quanh đều thấy vị nói pháp đó, và các vị đại bồ tát liền được niềm vui mừng, cùng lòng tin thanh tịnh. Những người đó đem lòng tin thanh tịnh đảnh lễ dưới chân vị nói pháp đó và đảnh lễ dưới chân các vị đại bồ tát kia, xong ngồi về một bên. Những người theo nhà vua đã ngồi xong vị nói pháp kia vì họ giảng nói tam ma địa này. Những người kia nghe tam ma địa này xong được niềm tin thanh tịnh, yêu thích mừng rỡ. Bây giờ vị vua đó đạt được tam ma địa này, trong số rất nhiều người đó có 84.000 chúng sinh đã phát tâm vô thượng chánh giác, 1.000 người con đều cùng đạt được bất đoạn biện tài. Này hỷ vương, như vậy vua đa nhân vô ưu phổ dục hỷ âm, vui mừng hớn hở tràn đầy trong lòng, liền đứng dậy đem 2 chiếc áo vô giá dâng lên vị tỳ kheo nói pháp đó. Các vật dụng của nhà vua đều đem ban cho và bố thí vô ý, tô tức cho đến cung cấp hầu hạ trọn đời, tùy theo sự cần dùng của vị ấy mà dâng y phục thực phẩm, và nói như vậy: thưa tỳ kheo, ngài nên đi vào thôn thành phường ấp vương tôi xin làm thị giả,
khiến cho các chúng sinh sẽ được trí này. Này Hỷ Vương, nhà vua kia nói lời như vậy rồi, đảnh lễ chư chân vị nói pháp đó và quyến thuộc xong, đi ra trở về cung điện. Này Hỷ Vương, bây giờ tỳ kheo vô biên công đức bảo chấn thanh tịnh hạnh tụ từ trong rừng chỗ đó đứng dậy đi ra, rồi vào trong thôn thành Phượng Hắc Kinh Đô vì chúng sinh nói pháp. Nhà vua đó ở những chỗ có người đều ban sắc lệnh, không một người nào đối với vị tỳ kheo mà chẳng kính mến, chẳng vui lòng, chẳng kính trọng, chẳng thân thiện. 1.000 người con trai của vị vua đó theo sau vị nói pháp kia, tiếp nối nhau ủng hộ pháp lợi ích. 30.000 vương tử quyến thuộc khác cũng vì đại Bồ Tát kia mà làm người hầu hạ sai bảo. Vì theo việc làm của vị ấy mà họ làm cho người được những hạnh vui. Này Hỷ Vương, vì nói pháp đó về thành tựu chúng sinh, nên tự thân trì kinh đổi kiếp, khiến cho vô lượng chúng sinh đều đã thành tựu ở trong ba thừa. Nhà vua đó và các con cùng mọi quyến thuộc hoặc là tôi tớ của các vương tử kia, hay người làm thị giả của Bồ Tát đó, ở trong số ấy đều đã phát tâm Bồ Đề. Do nghe tam ma địa này và hạnh căn lành đời trước, nên họ đều cùng ở trong 80 kiếp, phụng sự 60 tầng Bà La. Các Đức Phật Thế Tôn ở các nơi họ đều được nghe tam ma địa này đúng như điều họ mong ước và hộ trì cõi Phật. Ở trong ấy hoặc có người đạt đến Bồ Đề, hoặc có người thực hiện hành hạnh Bồ Tát vì thành thục chúng sinh. Này Hỷ Vương, vị nói pháp tên là Vô Biên Công Đức Bảo Chấn Thanh Tịnh Hạnh Tụ. Lúc đó y ông nghi là ai khác chăng? Cho thế như vậy, vì sao? Vì chính Đức Như Lai Vô Lượng Thọ là người nói pháp lúc đó. Lại nữa này Hỷ Vương, lúc đó có vị vua tên là Đa Dân Vô Ưu Phổ Phục Hỷ Âm. Ông cho là ai khác chăng? Cho thế như vậy, vì sao? Vì chính là Đức Như Lai Bất Động. Này Hỷ Vương, 1.000 người con của vị vua kia trong lúc đó, ông cho là ai khác chăng? Ông chớ thế như vậy, vì sao? Vì đó là những đại Bồ Tát trong hiền kiếp, trong kiếp hiền này, hay 1.000 vị Phật sẽ ra đời trong đại kiếp hiền vậy. Lại nữa này Hỷ Vương, người nói pháp vô biên công đức bảo chấn thanh tịnh hạnh tụ, lúc đó có 30.000 Bồ Tát bằng hữu theo sau nối nhau vây quanh, ý ông nghi họ là ai khác chăng? Ông chớ thế như vậy, vì sao? Vì các đại Bồ Tát đó ở trong một kiếp sẽ chứng giác đạo vô thượng chánh giác. Này Hỷ Vương, như vậy hộ trì chánh pháp siêng năng tương ứng với đại Bồ Tát vì vô lượng vô số chúng sinh mà làm việc lợi ích và mau chóng được tam ma địa này. Này Hỷ Vương, do đó hoặc ta hiện tiền hoặc ta diệt độ thì nên thọ trì độc tụng và nói tư duy vì người khác diễn nói rộng rãi tam muội này sẽ mau chóng phá được quân ma. Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn làm cho ý nghĩa này rộng rãi hơn nữa, nên liền nói bài kệ tụng. Và các chúng sinh nếu ban vui, ngàn ức năm chẳng thể nghĩ bàn, phước này chẳng thể ví dụ được, đáo tâm này sinh nhân Bồ Đề. Nơi chúng sinh khắp trong mười phương đều thành tựu độc giác thù thắng, cúng dường họ cả ngàn ức kiếp thường ban cho tâm tịnh an vui. Nếu muốn đạt được Bồ Đề này, rằng ta sẽ được thành nhị túc, trì một kệ tam ma địa này so với người đó phước nhiều hơn. Các chúng sinh gặp đời có Phật, ngàn ức kiếp cúng dường Đức Phật, họ cũng chẳng sánh được phước này nếu một lòng phát tâm Bồ Đề hoặc hộ trì đối với Phật Pháp. 4 câu kệ tam ma địa này, phước như vậy phi tâm Bồ Đề, những người hộ trì chánh pháp kia, chúng sinh trong thế giới ta bà, hoặc dùng Bồ Đề hóa độ họ. Với người chẳng tin đạo nghe xong thì chẳng sinh ra sợ phước này nếu Bồ Tát bố thí tài sản, trải qua hằng hà xa ức kiếp, dùng trân bảo đầy ấp các cõi, cũng chẳng nghe tam ma địa này. Như vậy nếu người trí thọ trì 4 câu kệ tụng của định ấy thì phước đức tụ nhiều lắm vậy, chẳng cần nhiều ức kiếp bố thí để bậc thắng giả hộ Bồ Đề. Được định vô trần chẳng thể nghĩ, chẳng thể dùng lời mà nói đủ. Do người có phước trùm khắp kia, ở trong sinh tử thấy nhiều Phật, ý niệm đó chưa từng quên mất. Ở trong đất nước hạnh ưa thích, ta muội này nên chép giữ gìn.
Niềm vui của thân như của tâm, được sinh lên trời gặp bậc thánh, vị lai khổ não chưa từng chịu, vua tai ma địa tùy hỷ theo, ngàn ức pháp môn để thể nhập, bậc ánh sáng vô biên hứa khả, ta trụ lực thù thắng nói ra, cốt do được định bồ đề này, như được biện tài tổng trì môn, được tai ma địa như thần túc, bậc trí chứng quả thánh thanh tịnh, nếu diện nói tai ma địa này, người trí ra đời trong các cõi sẽ được thấy chư Phật hiện tiền, nghe được pháp Phật thọ trì hết, tụng tu tập giáo hóa do định này, nếu được đoan chánh căn đầy đủ 32 tướng cùng trăm phước, chúng sinh thấy rồi rất mừng vui, tụng tu giáo hóa do định này, người trí tiếng tốt lời ý hay, có đủ 60 phần âm thanh bao gồm tiếng Phật tịnh chúng sinh, do nghe định này khen lành thay, họ sẽ được tuệ lại lanh lợi. Họ cũng được trí không dơ uế, còn biết rõ tâm các chúng sinh, nếu trì tam muội thanh tịnh này. Pháp môn hội nhập không một tiếng, do ở trong ấy chẳng biện luận, mà đối các tiếng được thiện xảo, do tụng tam muội không phiền não, được tâm rộng lớn chẳng thẹn tùng, lại được hoan hỷ rất mừng vui, hỷ lạc đó chưa từng giảm bớt. Do giảng rộng tam ma địa này, vì ta thấy rõ như bàn tay, các ông nên chính tâm cháy khỏi, các ông là con thuận ta dạy, phép tu định này sẽ được thành. Đây có ông hứa ta giảng nói, các ông tâm tịnh làm tương ứng, ta trụ đến nay nên siêng tu, chớ để về sau phải buồn khổ. Phẩm 3 Thọ Ký phần 1. Bây giờ Đại Bồ Tát Hỷ Vương bạch Phật: thật hiếm có, bạch Thế Tôn, ta đấng tu già đa, thật hiếm có. Thậm chí Đức Như Lai cũng khen ngợi công đức của Đại Bồ Tát hộ trì chánh pháp này. Bạch Thế Tôn, pháp nào mà Bồ Tát vậy đầy đủ để được tam ma địa này? Đức Phật nói: này Hỷ Vương, có một pháp đầy đủ để Bồ Tát được tam ma địa này. Thế nào là một? Này Hỷ Vương, ở trong thệ nguyện Bồ Tát bền chắc trụ trong vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỗ đó hoặc bị phá hoại, hoặc đối trước đùa giỡn, hoặc hướng về người khác quỷ bán, hoặc trên sai trái, hoặc sân mán, hoặc quả trách, người kia ở trong hoàn cảnh ấy không phẫn hận, không tị hiền, không sinh oán kết, mà trụ ở trên sự quan sát tâm mình, khi ta phát tâm bồ đề không người tỉnh ta, hoặc trời rầm, hoặc dạ xoa, a tu la, gia lưu trà, kiền tắc bà, khó na la, ma hầu la già và phi nhân, chẳng phải phi nhân, cũng chẳng có một người thế gian khác thỉnh ta, chỉ từ tâm của ta suy nghĩ mà sinh tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng khi tâm đó của ta sinh ra thì các đức Phật đều biết ta nay chẳng nên như thế này, như ta vì người khác phá vỡ tự tại, như đối trước người khác đùa giỡn, như giận mắng, như quả trách, như khinh khi, như học không nghiêm túc, như nói hại, như đánh, muốn khiến cho họ sợ hãi, xa bỏ bồ đề, hay xa bỏ chúng sinh, hoặc ta lại khởi ý nhỏ nhoi, hoặc sinh ra tâm thanh văn, hoặc tâm lập giác, thì ta đã lừa dối các đức Phật Thế Tôn. Nếu tâm này sinh ra bồ đề thì ta nay cần phải trụ chắc chắn ở thệ nguyện, khi tâm đó sinh thì nhất định chẳng buông bỏ cho đến khi chưa ngồi bồ đề đạo tràng. Này Hỷ Vương, đó là đầy đủ một pháp để Bồ Tát được tam ma địa này. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn cho ý nghĩa này sáng tỏ hơn nữa, nên liền nói kệ tụng: người trí thường sinh thể bền chắc, vì cầu vô thượng đại bồ đề, ta ở trung gian chẳng mỏi mệt, dùng tâm chẳng mệt hành bồ đề, đã bị đùa giỡn và tranh cãi, giận mắng quả trách chẳng cúng dường, tự tâm như vậy thuận an ủi, ở trong không có giận phát sinh. Như ta khi tâm bồ đề sinh, chẳng phải trời rồng tỉnh ta vậy, đối các chúng sinh ta từ bi, sinh tâm chuyên với đạo bồ đề. Nếu ta nay lại khởi ý nhỏ, thì ta lừa dối các Thế Tôn, ta bền tinh tấn chẳng mỏi mệt, hộ trì ta nguyện mà làm Phật. Hành giả như vậy đại danh xưng, tam ma địa này có hiện tiền, tâm bồ đề căn bản đứng vững, hành pháp bồ đề chẳng khó khăn. Này Hỷ Vương, lại có hai pháp đầy đủ khác để Bồ Tát được tam ma địa này. Những gì là hai? Như lời nói mà làm, giữa các hạnh pháp lành,
mà chẳng nhàm chán. Này Hỷ Vương, ở trong cái gì là như lời nói mà làm? Bồ Tát này nghe nói có hạnh Bồ Tát, nghe có Phật Pháp đầy khắp, thì Bồ Tát đó giữ lấy những điều này mà làm, ta cũng tu hành những điều này. Bồ Tát hành rồi, nhân đây sẽ giác ngộ Phật Pháp vô thượng. Bồ Tát đó làm đúng như lời nói, tức là giữ lấy mà làm. Nếu việc làm thành tựu, hành động thanh tịnh thì đây là như lời nói mà làm. Sao gọi là trong các hạnh thiện chẳng nhàm chán? Bồ Tát này khởi ý niệm này. Biến trí không lường. Như vậy chúng sinh không lường, ta làm lợi ích nên họ chẳng thể do thiếu căn lành, thiếu hạnh đối với vô lượng biến trí mà được đầy khắp, vì vô lượng chúng sinh mà làm lợi ích. Bồ Tát đó nếu khi phát khởi ý tưởng như vậy mà đem hồi hướng hết vô lượng, hồi hướng đó thì sẽ như biển cả, còn mong nghe chẳng nhàm chán. Này Hỷ Vương, đây là hai pháp đầy đủ để Bồ Tát được Tam Ma Địa này. Đức Phật lại nói kệ: như lời nói mà làm, đó không chẳng nói như, mà cũng chẳng nói năng nếu có sai biệt này. Bồ Tát đó là nói năng như, hành tướng như vậy nghe đã hành, người trí như lời nói mà làm, đã được định này công đức Phật. Chẳng nhàm chán phát thiện, những vị đó không chán, bồ đề kia không lường, vô lượng tánh công đức. Với pháp thiện lại chẳng nhàm chán, ý thường chẳng đủ giống như biển, vô lượng vô biên cõi chúng sinh, chẳng thể ý nhỏ mà nhàm chán. Như lời đã nói mà thực hành, lại chẳng nhàm chán mong cầu pháp. Giá hai pháp này thuận tu học thì được định này công đức Phật. Này Hỷ Vương, là có ba pháp đầy đủ khác để Bồ Tát được Tam Ma Địa này. Những gì là ba? Bồ Tát này có thành tựu ba cấm giới. Những gì là ba? Đó là thân giới, ngữ giới và ý giới, lại không có ba thứ phiền não thiêu đốt. Những gì là ba? Đó là tham dục thiêu đốt, sân ác thiêu đốt, ngu si thiêu đốt. Và chẳng nương trong ba cõi mà tu hành phạm hạnh, có ba pháp đầy đủ này thì Bồ Tát được Tam Ma Địa này. Đức Phật lại nói kệ: cấm ngăn ở ba nơi, thân miệng và tâm ý, ba phiền não thanh tịnh chẳng nương trong ba cõi. Cấm ngăn thân ngữ và cả ý, ba thứ phiền não ý tịch tỉnh và chẳng nương nhờ trong ba cõi, nên Tam Ma Địa mau được thành. Này Hỷ Vương, lại có bốn pháp đầy đủ khác để Bồ Tát đạt được Tam Ma Địa này. Những gì là bốn? Đó là biết nhân sinh ra pháp, biết nhân đó và biết nhân sinh ra pháp rồi liền xả bỏ nhân ấy, chẳng chấp trước nhân sinh ra pháp. Bồ Tát đó biết đầy đủ như vậy thì Bồ Tát chẳng thấy có một pháp nào chẳng phải cho nhân sinh ra. Bồ Tát đó nghĩ như vậy: nếu pháp đó nhân duyên sinh thì bản tánh không kia chẳng sinh. Lại nữa, Bồ Tát đó có trí đầy đủ như vậy rồi nên chẳng khởi vô minh, còn khiến cho vô minh diệt nên vì chúng sinh nói pháp. Bồ Tát đó chẳng khởi các hành và khiến biết rõ các hành nên vì chúng sinh nói pháp, cho đến chẳng khởi lão tử và khiến vượt qua lão tử nên vì chúng sinh nói pháp. Này Hỷ Vương, đây là bốn pháp đầy đủ để Bồ Tát được Tam Ma Địa này. Lúc ấy Đức Phật lại nói kệ: đã biết ở nhân duyên, nhân sinh ra cũng biết, người đó không chấp thủ như đoạn và cả thường, còn biết rõ các nhân, hoặc tướng, hoặc tự thể, hoặc pháp thuộc về nhân, ở trong chí chẳng chấp. Sự sinh của nhân duyên nếu có thật là không, nếu trí chuyển bên trong thì được Tam Ma Địa. Biết rõ vô minh xong thì các hành chẳng sinh, biết như nói cũng như, lợi ích cho chúng sinh. Nếu có bốn pháp này, Bồ Tát các thắng giả thì chẳng khó được thành là Tam Muội Phật khen. Này Hỷ Vương, là có năm pháp đầy đủ khác để Bồ Tát đạt được Tam Ma Địa này. Những gì là năm? Này Hỷ Vương, đó là Bồ Tát biết tác, biết hợp, biết môn, biết hạnh, biết đạo. Ở trong sao gọi là tác? Sở dĩ nói tác là nếu ở trong chúng sinh mà tâm bình đẳng, xả bỏ mọi tưởng đối với các chúng sinh, chỉ dùng một vị từ, đây gọi là tác. Trong đây sao gọi là hợp? Là biết quả báo chín mùi trong thân, đem thiện nghiệp đã làm hồi hướng về đạo Bồ Đề, ở trong chẳng chạm đến, đây gọi là hợp. Sao gọi là môn? Gọi là môn chính là không môn hay môn cam lộ môn, cũng chẳng do cái gì khác,
Đây gọi là môn, sao gọi là hạnh? Đó là hạnh không? Hạnh một mình, hạnh như, hạnh của các pháp bản tánh đều thanh tịnh, đây gọi là hạnh. Sao gọi là đạo? Là lìa khỏi ngã tác và ngã sở tác, là chánh kiến của bậc thánh, đây gọi là đạo. Này hỷ vương, đây là năm pháp đầy đủ để Bồ Tát đạt được tam ma địa này. Đức Phật là nói kệ: bình đẳng đối chúng sinh, những bậc đó làm vậy, nghiệp báo chính cũng tin, thì hợp vô thượng này. Phi đạo pháp nhơ đều xa lìa, cầu đến pháp lành chẳng ngưng bỏ, đều đem hồi hướng đạo Bồ Đề, mà với Bồ Đề không chạm đến. Biết được cửa giải thoát là vô tướng và không, cũng chẳng làm với nguyện, đây là pháp môn vô thượng. Ở trong các pháp có thiện xảo, ở trong các pháp thường chẳng nương, riêng tự hợp với cảnh vô sinh, ngã và ngã sở đó chẳng sinh. Việc làm kẻ trí hợp với hạnh và thường an trụ trong bốn đạo là hợp Bồ Đề chẳng khó được, huống chi tam muội tịch tỉnh này. Này hỷ vương, lại có sáu pháp đầy đủ khác để Bồ Tát đạt được tam ma địa này. Những gì là sáu? Đó là biết về nhãn và biết tự tánh của nhãn. Khi biết nhãn rồi và biết tự tánh của nhãn rồi, đối với sắc đáng ưa và sắc không đáng ưa, không có chấp trước ngăn ngại, đạt đến bình đẳng. Sắc này nhãn căn chẳng đốt cháy, như vậy biết nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý và biết tự tánh của ý. Khi biết ý rồi, biết tự tánh của ý rồi, đối với pháp ưa thích và pháp chẳng ưa thích, không có chấp trước ngăn ngại, đạt đến bình đẳng. Pháp này ý căn chẳng đốt cháy. Này hỷ vương, đây là sáu pháp đầy đủ để Bồ Tát đạt được tam ma địa này. Đức Phật lại nói kệ: biết đến tự tánh nhãn, phi tự tánh, tự tánh đối trong sắc chẳng ngại hoặc không hoặc bất tịnh, đạt bình đẳng trong sắc, sắc không có dục nhiễm, biết thể bản tánh xong, sắc không bị đốt cháy. Như vậy nhĩ cùng tỷ, thiệt, thân và cả ý, biết tự tánh kia xong trong các pháp chẳng chấp, sáu cảnh giới giam cầm khiến chẳng chạy bên ngoài, trí tự tánh đủ thành, phi dục phi ly dục. Để như vậy tôi tôn là Bồ Tát Thù Thắng, người đó chẳng khó khăn được tam muội Phật khen. Này hỷ vương, là có bảy pháp đầy đủ khác để Bồ Tát đạt được tam ma địa này. Những gì là bảy? Đó là chẳng vô nịnh, ngay thẳng, ưa thích pháp, cầu pháp, quan sát pháp, khai mở pháp, thực hành pháp. Này hỷ vương, nhờ bảy pháp đầy đủ này nên Bồ Tát đạt được tam ma địa này. Đức Phật lại nói kệ: không có vô nịnh luôn ngay thẳng, và cả lời ý đều không khác, ý luôn suy nghĩ như lời nói. Người trí tự vui cùng người vui, trụ ở trong thuận pháp hành pháp, chưa từng dùng tiếng làm tối thắng. Như vậy siêng hợp thì được định, mau chạm là Bồ Đề vô thượng. Vì ưa thích pháp đại danh xưng, cầu được nghe chưa từng nhàm chán, như nghe chánh niệm mà quan sát, vì người nghe đó lại tuyên dương. Này hỷ vương, là có tám pháp đầy đủ khác để Bồ Tát đạt được tam ma địa này. Những gì là tám? Đó là giới tụ đều thanh tịnh, xa lìa các ái nhiễm, tâm thường xuất gia, ở chỗ tịch tỉnh, chẳng vì các lợi dưỡng, lòng chẳng tiếc thân, tinh hiểu rộng rãi, đối với ái, chẳng ái, tâm luôn bình đẳng. Này hỷ vương, đầy đủ tám pháp này thì Bồ Tát đạt được tam ma địa này. Đức Phật lại nói kệ: khắp tịnh với giới tụ, an trụ thiện thanh tịnh, đã lìa các ái nhiễm, xuất gia trong thánh giáo, thiện thể dạy tỳ kheo nên xả bỏ lợi dưỡng mà cầu trụ tịch tỉnh. Định này rất khó thấy, nếu tu hành hạnh tối thượng này, trong ái chẳng ái không có khác, giữ gìn tám pháp mà tu hành, chắc chứng tam muội tối thượng này. Này hỷ vương, là có chín pháp đầy đủ để Bồ Tát đạt được tam ma địa này. Những gì là chính? Này hỷ vương, đó là Bồ Tát này sẽ bỏ chính việc sân, vượt khỏi chính chỗ chúng sinh, thành tựu chính lớp định, qua khỏi tám tà kiến đông điên đảo, vào trong tám chánh, lìa khỏi tám nơi chẳng an ổn, chứng tám giải thoát, biết bảy thức trụ, tu bảy giác phần. Này hỷ vương, đầy đủ chính pháp này, Bồ Tát được tam ma địa ấy. Đức Phật lại nói kệ: chính trú xứ chúng sinh, ở trong chúng sinh nương, đoạn lìa khỏi các kiến kia không có chỗ nương,
Đoạn tám nơi Chàng An đạt được tám giải thoát ở chỗ trụ bảy thức dùng chánh niệm biết khắp. Người trí tu niệm bảy giác phần, đoạn các phân biệt bướng não phiền, siêng năng như vậy thì được định, cũng mau chứng bồ đề thù thắng. Này Hỷ Vương, đã có 10 pháp đầy đủ để Bồ Tát đạt được tam ma địa này. Những gì là 10? Đó là bỏ các vật sở hữu, kham nhẫn ngay tặng để giữ gìn sự lưu chuyển không lường, đầy đủ trí xuất thế, chẳng phải chỉ vì các chúng sinh, mà đại từ học rộng hiểu nhiều, giữ gìn những điều đã nghe, dùng đại bi vượt trên các sự bố thí, chẳng dùng các phương tiện vui khéo léo, nhớ nghĩ khắp các đức Phật, 10 nghiệp đạo thì này, thậm chí trong mộng cũng chẳng quên mất, nói pháp nương vào tâm bồ đề, chẳng tham muốn thừa khác. Này Hỷ Vương, đầy đủ 10 pháp này thì Bồ Tát được tam ma địa ấy. Đức Phật lại nói kệ, bỏ các sở hữu và vui mừng, cũng có lời nhẫn tâm ngay thẳng, trong ức kiếp không hề thiếu thốn, người đó mau được tam muội này. Người có trí tuệ không phiền não, bậc có lòng từ không mong cầu, ghi nhớ điều nghe để chẳng quên mất, người đó đạt được tam muội này. Bi đối chúng sinh chẳng hí luận, các phương tiện khéo chẳng ưa thích, chánh niệm nghĩ khắp các thế tôn, người đó đạt được tam muội này. Hộ trì 10 thiện đều thanh tịnh, thậm chí trong mộng chẳng từng mất, tâm luôn nghĩ đến hạnh bồ đề, trong tiểu thừa chưa từng ham thích. Nếu có pháp tối thắng như vậy thì được Phật pháp chẳng khó khăn, quân chúng mà mau chóng phá được, sẽ đạt được bồ đề tối tôn. Khi Đức Thế Tôn nói pháp căn bản này, 70.000 chúng sinh sa trần lìa cấu, ở trong pháp được pháp nhãn tịnh, 7.000 chúng sinh đều phát tâm vô thượng chánh giác, đều được thọ ký không thoái chuyển. 30.000 Bồ Tát trong pháp vô sinh được nhẫn, về sau muốn hộ trì thành lũy pháp, do lượng chúng sinh thành tựu căn lành, tam thiên đại thiên thế giới này chấn động sáu cách, ánh sáng lớn soi khắp thế gian, ba đường ác lặng dần, các chúng sinh đều thấy Đức Như Lai trước mặt từ nơi thân Đức Thế Tôn, lại phóng ra ánh sáng. Nhờ ánh sáng này nên vô lượng vô số thế giới tràn đầy ánh sáng, chúng sinh ở những nơi đó do ánh sáng chạm đến thân họ, rồi họ đều đối với Đức Phật chánh niệm thuận theo, cùng vui tương ứng, liền bỏ phiền não. Ánh sáng của Thế Tôn đó ở trong 10 phương tiện, 10 phương hiện ra vô biên trân bảo trang nghiêm, chẳng phải 100.000 màu sắc, có ức ức hoa sen 100.000 cánh mọc ra khắp các chỗ. Trong hoa sen có hình tượng giống như Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai, nhân hình tương tự Như Lai đó ở trong hoa sen kia ngồi ngay thẳng hiển hiện. Trong những hoa sen đó, trên đài hoa sen có vị tương tự Đại Bồ Tát Hỷ Vương, gối phải quỳ xuống đài hoa sen rồi cũng hỏi tam muội tam ma địa này. Các Đức Như Lai đó cũng giảng rõ, nói rõ tam muội này. Mỗi một vị Như Lai có đó giác ngộ, thành tựu vô lượng ức ức 100.000 chúng sinh. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Hỷ Vương: Này Hỷ Vương, ông có thấy khắp 10 phương vô lượng vô số vị Như Lai tương tự tăng ngồi trong hoa sen, và những Đại Bồ Tát tương tự ông như vậy chăng? Bồ Tát Hỷ Vương đáp: Con thấy, Bạch Thế Tôn, con thấy, thưa Tu Già Đà, nhưng con chẳng biết số lượng. Đức Phật bảo: Này Hỷ Vương, ông có thể biết hết số lượng các sông Hằng mà chẳng thể biết số lượng của những Đức Phật Thế Tôn đó. Như vậy, cái Đức Phật Thế Tôn ông đã thấy cùng, số Đại Bồ Tát tương tự ông kia cũng lại chẳng thể biết số lượng của họ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn thu lại thần lực hiếm có xong, liền bảo Đại Bồ Tát Hỷ Vương: Này Hỷ Vương, ý ông thế nào? Như Lai từ cõi Phật này có chỗ ra đi sao? Ngồi mà động sao? Ông cũng có chỗ ra đi sao? Bồ Tát Hỷ Vương đáp: Chẳng phải vậy, Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy, thưa Tu Già Đà. Đức Phật nói: Này Hỷ Vương, do chính nhân duyên, ông nên biết rằng các pháp đều như sinh ra tướng trụ, khởi ra phân biệt, không đến không đi, như điều ưa thích, như điều tạo tác, vì không ai làm chủ vậy. Ông nên biết những cái đó đều không phân biệt. Này Hỷ Vương, vậy nên ông đối với các pháp phải nên tin hiểu, thấy chúng như sóng nắng, như chiêm bao, như bóng hình, như tiếng vang, như trăng đáy nước,
như điện chớp, như bọt nước, các ông nên học như vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát tín hiệu sâu sắc sẽ được tam ma địa này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo. Kinh Quan Sát Chư Pháp Hạnh, quyển 3.